Thank you.
rất là nhiều, hát cái bài cây cầu dừa rất là hay. Bây giờ chúng ta nên bắt đầu trở vào chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Hoàng Vinh xin mời quý vị hướng về sân khấu. Hoàng Vinh không phải là MC chính của chương trình, một vị MC chính từ trung tâm Đỗ Thanh, và cũng là chính anh Đỗ Thanh sẽ có mặt ngày hôm nay để giới thiệu những ca sĩ như là chị Ngọc Quyền ở Bali Bên Ai, những ca sĩ rất là nổi tiếng mà Vinh không biết, nhưng mà sẽ cung hướng chúng ta một chương trình văn nghệ rất là vui vẻ và đầy đủ ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời vị hướng về cầu cho đàn pháo tay cho anh MC Đỗ Thanh. Quý vị, kính chào quý Phật tử. Thưa quý vị, là từ ngày thứ tư là anh em nghệ sĩ đã rời khỏi Nam California và hầu như khắp các tiểu bang trong mùa lễ này đều chuẩn bị cho đại lễ Phật Đản Phật lịch 2560. Hồi sáng này đáng lẽ là tôi thân không có cơ duyên đến đây. Quý vị biết là đêm qua là đêm trình diễn ở tại Atlanta tới 1 giờ sáng. Và ra phi trường lúc 3 giờ thì được biết là máy bay delay đến 4 giờ rưỡi chiều mới đến San Jose. Và thưa quý vị rằng em phải đổi một chuyến máy bay one way và phải trả tới $1,400 để có mặt ngày hôm nay với quý vị và sư cô An Hiếu. Một lần nữa xin quý vị dành cho tất cả anh em nghệ sĩ một tràng pháo tay thật lớn. Điều mà làm cho chúng tôi cảm rất là cảm động là bởi vì sư cô An Hiếu xây dựng một mái nhà lam ở tại một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, ở tại Ba Tri Bến Tre, là một nơi xa xôi vô cùng. Thưa quý vị, Đỗ Thanh đã có cơ duyên đến tận Đài Loan để thực hiện những chương trình gây quỹ ở tại nơi đó, mà hầu như lần đầu tiên gặp quý Phật tử mà mỗi người đều cảm nhận như đã quen biết nhau từ bao nhiêu lâu, và đó là sự mầu nhiệm của Phật pháp. Nhìn xuống dưới đây thì thấy hầu như những người mẹ tóc đã bạc phơ mà vẫn ao ước cho một mái nhà lam, một kỷ niệm, một ký ức. Sinh tùy cũng về chùa và thác đi cũng về chùa, ấy mới có câu mái chùa che chở nguồn dân tộc. Chỉ nghe câu xa quê về chùa thôi cũng cảm nhận được cả một truyền thống tốt đẹp kể từ khi Phật giáo đã trở thành quốc giáo từ thời Lý Trần. Đỗ Thanh có nói nhiều hơn nữa, nhưng mà bây giờ chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng chào đón một hình dáng của một người phụ nữ Việt Nam, một mái nhà lam, một ký ức nào đó mà quý vị đã thương mến có mặt trong chương trình hôm nay. Xin quý vị cùng chào đón viện chủ của tu viện Tân Bửu ở tại Bến Tre. Xin kính mời quý vị cùng với chúng tôi hân hoan cung nghinh sư cô Thích Nữ An Hiếu trên sân khấu hôm nay. Dạ, tôi xin mời sư cô lên đây ạ. Có một đạo tràng để tu, thì đứng trước một cái xoài, một cái an như vậy,
tiền đâu đây, ở đâu đây mà có để mà xây. Do vậy mà con Mí thôi thì cất bước đi, một đồng đỡ một đồng, xu đỡ một xu, cắt đỡ một cắt, có để cho mọi người mà tu. Thì lần đầu tiên đặt chân qua đất Mỹ cũng không biết đi đâu, về đâu và ở đâu. Bởi vì người ta về Việt Nam, người ta xuống cái chùa, người ta thấy cái chùa nghèo, người ta làm cái thư mời. Thế là gửi về cho con qua đường bưu điện và con đi phỏng vấn đậu thôi. Đó là như vậy. Do vậy mà con bất bước con đi như vậy, mà bao nhiêu năm nay đi hóa duyên thì cũng là cái nhân viên, đúng là thật là một cái nhân viên đối với đất San Jose. Con đã đến San Jose đây và tổ chức tiệc trai lần thứ hai, và con mới không biết mình lần này có duyên hay là không. Nhưng mà mai thay con nghĩ bà con như bác đến đây ngồi như vậy, con nghĩ là chắc chắn là con vẫn còn có duyên. Cho nên con mới trở lại đây một lần nữa. Tại vì một ngôi chùa không thể một người xây dựng cho được, mà còn nhiều người. Một viên đá không thể thành một ngôi chùa, cần nhiều viên đá, cần nhiều bao xi măng, cần nhiều bàn tay, cần nhiều xe cát. Cho nên con cần tất cả tấm lòng, cần tất cả quý bà con tu bác giúp đỡ cho con. Bởi vì đây là chùa của mọi người, của ba gia ba tánh, của Phật Pháp, chứ không phải của riêng con. Con cũng hết sức, hết lòng, hết tâm, hết quyết vậy thôi. Và đồng thời đây là cái tâm nguyện của con. Cho nên á, thì mới có buổi tiệc trai ngày hôm nay, gọi là chung một tấm lòng, cần hết tất cả những tấm lòng của bà con cô bác. Do vậy mà trước khi mà đi vào buổi tiệc trai ngày hôm nay, và con cũng rất rất là cảm ơn ban nhạc âm thanh ánh sáng cùng các anh em ca sĩ ở tại Cali đây, cùng tất cả ca sĩ MC Đỗ Thanh, ca sĩ Ngọc Huyền, cùng tất cả quý vị, và đặc biệt là có sự hiện diện của tất cả quý bà con cô bác ở đây để mà tạo thành một cái buổi tiệc trai ngày hôm nay. Và hơn thế nữa là có những nhà tài trợ, đó là nhà thuốc Toàn Chân, và đồng thời nhà tài trợ TV trên gì tỷ không mà con đó ơi, tiệm vàng á mà con không có trên gì, trên gì quá rồi, cái đó là jewelry. Không mà sư cô qua Mỹ được 2-3 ngày mà nói được một chữ tiếng Anh là giỏi rồi. Rồi còn cộng thêm cái nữa là tiệm vàng Thành nữa, đó là những vị phương mà giúp đỡ cho con để mà có một cái buổi tiệc trai ngày hôm nay. Nó thiệt với quý vị á, con chỉ có biết ba từ, mà con đi khắp cả từ bên Mỹ, kể cả con tổ chức show ở Đài Loan, gọi là You Have Me. Con đi đến, ví dụ con đi qua phi trường Đài Loan, người ta hỏi con một cái gì, con nói là no Đài Loan. Người ta tưởng là con là tiếng Đài Loan dữ lắm, người ta nói một lèo tiếng Anh, con nói là no English. Không, nhưng mà sư cô nói như vậy rất là hay. Sư cô nói tiếng Mỹ mà Mỹ không hiểu là người ta quánh giá nó, không có quánh giá sư cô. Sư cô thấy là hay lắm rồi. Mà quý vị biết không, cách đây khoảng 5 ngày, sư cô nói, cha Đỗ Thanh ơi, bây giờ mới bán được có 5-6 bàn à. Cái con mới nói là cha kỳ này đi gây quỹ về không biết xây chùa hay lỗ quá bán chùa luôn. Cái xong cái sư cô nói lo quá, ta nói không sao đâu, Phật Pháp màu nhiệm lắm. Rồi tự nhiên hồi sáng này khi ra tới phi trường lúc 3 giờ, nghe máy bay bị delay tới 4 giờ rưỡi mới về tới đây. Rất là lo, mà lúc đó gọi cho sư cô nói, cái cha rồi bây giờ vậy làm sao? Rồi hên quá, khi ra tới hãng American Airlines, bằng bất cứ giá nào cũng phải đổi chuyến bay. Và hơn một điều hơn nữa là chuyến bay bay nhanh hơn, thay vì là tới 12 giờ rưỡi mới đến, ai ngồi chuyến bay đến đây là 10 giờ rưỡi sáng. Rồi sư cô mừng vô cùng, và vào đây gặp tất cả mọi người hoan hỷ nữa, thì quả thật là Phật Pháp mầu nhiệm. Và bởi vì xây một ngôi chùa là đóng đi một cửa địa ngục. Tất cả quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay mà rơi đúng vào ngày của lễ hội Quan Âm vẫn còn dư âm ở đó, mà mọi người đang chuẩn bị cho đại lễ Phật Đản nữa, thì tuyệt vời vô cùng. Thôi, bây giờ mời chị Ngọc Huyền lên đây có vài lời lưu quý vị ơi dành cho nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Đó, ở gần mà đi trễ hơn tôi lên đây. mời chị Ngọc Huyền lên đây. Đó. Ba thầy trò mà phải nói là quý ân nhân ở tại San Jose, quý anh chị rất là ủng hộ sư cô. Chỉ trong vòng có 2 tuần lễ thôi mà đây,
Mấy chuyện này nặng nhọc lắm sư cô, để con làm. Quý vị ơi, dành cho nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền một tràng pháo tay thật lớn ạ. Đó, yêu cười mà mặt xin xa hồng hộn hơn em. Đây, mọi chuyện ạ. Khi mà mình xây dựng thì bây giờ mình xây từ năm 2000, con nhận cái chùa này là 2006, tới 2007 là con khởi công xây dựng, mãi cho tới 2008 là con bước đi lang thang, đi quá duyên, rồi mãi cho tới bây giờ thì con xây dựng tới tầng trên rồi mà chưa có cái máy. Thì đây là con tha thiết và tha thiết cần cầu cái máy chùa. Cho nên là như vậy, cho nên là con rất mong là tất cả những tấm lòng của bà con cô bác giúp đỡ cho con có máy chùa, để cho mọi người đã chuẩn bị mà mùa mưa sắp tới. A Di Đà Phật. Mà sư cô đứng đây, thưa quý vị, là trước khi mà anh em nghệ sĩ sẽ có những nhà phẩm thật hay để như tri ân đến tất cả quý Phật tử ở tại vùng San Jose, và sư cô đi đến đâu cũng ngoài những cái tâm thân tình mà gửi gắm còn có tiếng hát nữa. Sư cô hát hay lắm quý vị ơi. Rồi bây giờ chắc có lẽ quý vị dành cho sư cô một tràng pháo tay đi. Em mời sư cô khai thị bằng một nhà phẩm về Phật, đúng không ạ? Dạ, bây giờ về Phật hay về đi quá duyên? Dạ, cái nào cũng được, miễn sao gây quỹ hôm nay về xây chùa chứ đừng bán chùa là ok. Thôi vậy về đi quá duyên đi ha. Dạ. Tụi nói quá duyên bà hồi nãy bây giờ em nói anh nghe. Bây giờ, đó, cô biết tông gì không? Không sao đâu, anh cứ theo cổ đi. Đường nào cũng được đến nghe thôi mà. Trên đường đi những tâm hòa duyên.
Tại vì sao không thấy quý vị đã hiếu rất là cảm động, quên bài luôn rồi, không nhớ. Cô ơi, đâu, đánh, đánh, chú gần có đánh. Bài này chú gần có đánh anh hiếu. Trời ơi, không biết đánh, không biết. Bài này đừng đánh nha. Cô ơi, là... cô hát tiếp như con đang được đi dọc dạ. Bài này là bài xin cho con niềm tin. Bởi vì chính vì vậy một niềm tin như vậy cho nên anh hiếu từ năm mà học ra trường cho tới bây giờ đi lang thang khắp chốn khắp nơi để mà kêu gọi quá duyên, cho nên chính vì niềm tin với Phật pháp một ngày nào đó ngôi chùa cũng xây xong. Do vậy mà tôi nói là xin cho con một niềm tin. Quý bà con cô bác có một buổi trưa ăn thật là ngon miệng, và đồng thời kính chúc quý Phật tử thân tăng thường an lạc, bồ đề tâm thiên phố và vạn sự kiết tường, và kính chúc tất cả các anh em ca sĩ nghệ sĩ cũng như là các anh em trong ban nhạc cũng vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Cô ơi, cô hát chụp con bản nữa đi cô, tại vì quý vị đang thưởng thức cái giọng tạo của cô. Mà con nói thường lúc nào mà mình làm về đạo pháp á, thì quý vị ủng hộ nhiều hơn là đời nha quý vị, đúng không ạ? Một tràng pháo tay nữa cho sư cô An Hiếu hát của các bạn là một nhà đạo gì đó, hoặc là thiếu một cái bản một cái gì đó cho tụi con cũng khoảng 2-3 phút nữa đi, để con coi lấy sân hết đi đây để con với một quý vị đó. Đời tôi đi tu nên ai may mắn chạy đời.
bây giờ con đã rời cái sân khấu này, và Di Đà Phật con kính thưa tất cả quý Phật tử chúng ta an lạc. Khi mà chúng ta nhìn lên cái màn hình, đây là cái ngôi chùa Tân Bửu, từ hồi cái chòi mà con xây dựng cho tới ngày giờ này, đây là cái màn hình ngôi chùa là A Di Đà Phật. Vâng, và quý vị ơi, dành cho sư cô anh muốn một tràng pháo tay lớn hơn nữa ạ. Bây giờ nữa Thanh mới biết là tại sao Tuấn Vũ không dám đến. Sư cô hát hay không quý vị? Hay ha. Người đi tu lúc nào cũng trong lòng thánh thoát, tươi vui và cúng dường phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cho nên bộ ngôi Tam Bảo được lập ra là đối đi một cửa địa ngục. Ước mong rằng ở tại Tân Vũ, Bến Tre, Ba Tri là một nơi gần vùng đất cuối cùng, điểm cực nam của đất nước, sẽ có được một ngôi Tam Bảo. Nơi đó sẽ là nơi dung dưỡng tâm linh cho những người dân nghèo, lam lũ, những người nông dân. Và sư cô là một trong những người cùng với tất cả mọi quý khán thính giả, quý Phật tử ngày hôm nay chúng ta sẽ làm nên được điều đó. Và nhìn thấy sư cô thì mọi người được cảm nhận như hình ảnh của mẹ. Với mẹ là suối nguồn, là biển cả mênh mông. Biển lòng mẹ dù có sóng xô muối xác cũng vẫn mãi là hành trình êm ả cho thuyền con ra khơi. Bây giờ thì thuyền đã ra tận khơi xa, hãy hồi tưởng về nơi bắt đầu của một dòng sông. Nhớ hồi nhỏ được ngủ dắt trên tay, rồi ngủ trên nôi, ngủ giọng đưa. Lớn lên mẹ nghèo, ngủ dạt giường tre, đôi lúc ngủ quên nơi trái hè gốc bếp. Vào đời ngủ lăn ngủ lóc, nhiều khi nơi chiếu đất màn trời. Bây giờ bạc tối phong trần, lại mơ được về ngủ bên trên mẹ. Thì giấc mơ đó chỉ là những nén nhang ngào ngạt để cầu nguyện cho mẹ nơi Phật quốc. Xin tiền của về chùa và thác đi cũng gửi gắm những hương hồn đó ở một mái nhà lam. Dù ở một nơi xa xôi mà đã hơn 20 năm Đỗ Thanh chưa có lần trở về thăm lại quê hương, nhưng hỏi mỗi lần nghe một cuộc gây quỹ để xây chùa thì anh em nghệ sĩ đều cảm nhận được đó là trách nhiệm của những người Phật tử cùng Hoàng Dương Chánh Pháp, ngọt ngào truyền cảm có hình ảnh của một người mẹ Việt Nam thân thương được thể hiện qua tiếng hát. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngô Huyền. Chúng ta phát ra lớn hơn nữa ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để tiếp theo lời nói của Đỗ Thanh, Ngô Huyền xin gửi đến một nhà phẩm mà có lẽ là nhờ những người mẹ của chúng ta mới có những mái chùa từ Việt Nam cho tới hải ngoại. Chính vì vậy mà Ngô Huyền xin được phép gửi đến một nhà phẩm quen thuộc được mang tên Mừng Tuổi Mẹ. Kính mời quý vị cùng thưởng thức này. Trời mùa xuân ấy, tâm
mỗi một mét vuông của cái mái ngói chùa đó là có 50 mỹ kim thôi ạ. À, 50 mỹ kim họ đãi về là mà chúng ta cần là con không biết là bao nhiêu mét vuông thì hoàn tất được cái mái ngói thôi cô ạ. 1.000 mét vuông mà bây giờ là chúng ta đã được 4 mét vuông rồi quý vị ạ. À, chúng con mới cho 200 đồng là 4 mét vuông, vậy là chúng ta còn là 1.900. Còn là 960 là còn ít lắm á. Cảm xin thêm là em. Dạ. À, xin tất cả quý vị, và để tiếp tục chương trình thì Ngọc Huyền nghĩ là hát nhạc mẹ đó là chắc là các mẹ, các cha cho tiền nhiều. Nhưng mà Ngọc Huyền tin rằng đó, khi mà hát nhạc phẩm này đó thì mỗi một chương trình đều được thành công và được hộ trì của chư thiên hộ pháp mới được sự viên mãn. Và nhất định là sự kêu gọi của sư cô An Hiếu về mái chùa của mình sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng bào chúng ta tại hải ngoại với cái tấm lòng vì đạo, vì đời của cô. Một nhạc phẩm mà không thể thiếu trong tất cả các lễ hội, trong các buổi gây quỹ từ thiện, một lời cầu nguyện dâng lên mẹ hiền Quán Thế Âm. Kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Mẹ Từ Bi.
Wow, một tràng pháo tay lớn hơn nữa ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. A Di Đà Phật, con cảm ơn. Trời ơi. Quý vị thấy không? Hát nhạc Phật, nhạc mẹ, cái là tự nhiên được tặng quà liền. Quà nhiều vô số kể. A Di Đà Phật là con xin cảm ơn. Ờ, trong này là chắc là dạ, 50 đồng, một máy nói nữa nhưng mà lại không có ghi tên. Là con xin cảm ơn một vị Phật tử ẩn danh nè. Dạ, cúng dường Tam Bảo, gia đình, anh chị Thúy Nga Phân. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Một vị ẩn danh ủng hộ là 100 Mỹ Kim. Dạ, anh chị Thúy Nga ủng hộ 100 Mỹ Kim. Wow, và em đọc là Thăng và Trịnh Thủy cúng dường Tam Bảo 200 Mỹ Kim. Anh Đà Phật. Dạ, ông Nguyên Phước và gia đình ủng hộ cho sư cô An Hiếu là 500 Mỹ Kim. Wow, 500 là mình được, 500 là được 10 cái rồi. Vậy nãy giờ cũng được nhiều, hai tháng được. Thôi thì hôm nay chỉ còn hát nhiều lắm. Hôm nay là chúng ta có thể tuy rằng là với cái số lượng là không có đông hết nhà Phú Long, nhưng mà với cái tấm lòng thương yêu của quý vị dành cho chùa và dành cho sư cô An Hiếu, hy vọng rằng cái mái chùa của chúng ta sẽ sớm hoàn thành trong ngày hôm nay, đúng không quý vị? Đúng không ạ? Ờ, cái này phải nói là Phật pháp màu nhiệm lắm. Hồi sáng bữa hôm qua đi diễn show xong ra tới trường, em lu bu quên cái caravat ở trong khách sạn, không ngờ về tới đây được luật sư công tặng cho một cái caravat mới. Quý vị ơi, dành cho luật sư công một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Hồi nãy ủng hộ cho chị Ngọc Huyền là 200 Mỹ Kim đúng không? Dạ. Con cảm ơn mẹ tặng cho con cái này. Dạ. Thưa quý vị, một bác rất là dễ thương, bác không có ghi tên, con không biết là ai, nhưng mà con xin cảm ơn bác đã cho con 100 Mỹ Kim. Hai bác luôn được quý vị ơi. A Di Đà Phật. Dạ. Chị Huyền ơi, chị cho thêm vài nhạc phẩm nữa nha. Không, cái này là đang đọc gì ủng hộ cái ông kêu giờ xe chứ mới bị thâu xe. Quý vị ơi, cho có tình thương mà quý vị đã dành tặng cho chương trình. Nếu Ngọc Huyền còn hát, quý vị còn cho thì Ngọc Huyền đứng hát hoài cho tới sáng hơn. Được không ạ? Bữa nay là mình hát từ là 12 giờ trưa đó. Mà tới sáng là tới sáng không sao. Không sao. Bé của Ngọc Huyền là 9 giờ tối mới bay. Nhưng mà không sao, cái gì luật sư công nói con lại ở lại hát cho sư cô đi. Chú đổi vé cho con khỏi sợ tối. Wow. Rồi, một cái xe Honda Silver số là OS417 xin giờ dùng. Một chiếc xe Honda 978, một chiếc xe Toyota màu đỏ 821 và một chiếc xe Toyota 323 xin quý vị giờ sang chỗ khác dùng. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúng ta sẽ quý vị đã có những tấm vé số chưa ạ? Đây là những món quà sổ số rất là có giá trị và rất là ý nghĩa trong buổi tiệc khen quỷ ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, để đáp lại tình thương yêu của quý vị hồi nãy giờ sau, A Di Đà Phật. Vâng, một vị Ngọc Huyền không mà biết là tên gì, nhưng mà một vị người Mỹ đã đem đến cho Ngọc Huyền cúng dường 50 đồng một mét vuông máy nói trên chùa. Wow. A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, có lẽ là Phật pháp nhiều màu và có lẽ tấm lòng thương yêu của tất cả quý vị dành cho ngôi Tam Bảo bao la bát ngát, giống như là trong tâm của chúng ta mỗi người đều là Phật. Và Ngọc Huyền xin dành tặng một nhạc phẩm rất quen thuộc được mang tên Mẹ Là Phật. Kính mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
Dạ. Dạ thưa, dạ gia đình của Phật tử Hạnh Phan 100 Mỹ Kim. Con xin cảm ơn được hai thước vuông rồi. Dạ, à, cái này một vị Phật tử ẩn danh. Gia đình của anh Châu Kiến Trung và gia đình cô Trần Tiên 100 Mỹ Kim ạ. À. Anh Di Đà Phật có mời xin. Dạ, à, gia đình cúng dường 50 Mỹ Kim, con xin cảm ơn rất là nhiều. Và gia đình của Ngôi Dương ủng hộ 10 mét vuông 500 Mỹ Kim. Wow, gia đình của cô Quảng Trang chùa Phổ Từ ủng hộ 50 Mỹ Kim. Quý vị ơi, dành cho quý Phật tử chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và kèm theo một bài hát. Con vậy cho con hát bài hát nữa, thể theo lời yêu cầu được không ạ? Đấu, dạ, bà Đỗ Thanh nói thôi, đấu giá một cái đi rồi phải hát. Dạ, bữa nay dạ. Là hai chị em sẽ hát riết cho tới 9 giờ tối luôn. Đó. Con thấy có rất, Ngọc Huyền thấy có rất nhiều ca sĩ bên trong. Cho nên thưa Ngọc Huyền xin phép được đấu giá một món và hát một nhạc phẩm theo lời yêu cầu. Sau đó thì sẽ dừng lại cho các anh chị hát. Và sau đó Ngọc Huyền sẽ hát tiếp. Hát đến khi nào mà quý vị nói rằng là tôi nghe đã lỗ tai rồi Ngọc Huyền ơi, thì Ngọc Huyền mới dám bước xuống ạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Cô Thanh Tuyền đã ngọt rồi chị cũng ngọt y chang, bởi vậy hai người nhà người nào người nấy cũng toàn building không. Quý vị ơi, đây là món quà của tiệm vàng Thành Tính đúng không chị? Thành Tính hay là Thanh Tính ạ? À? Thanh Tính, Thanh Tính. Em nói trời, anh đòi lại đẹp. Nếu mà Thanh Tính, Thanh Tính rất là đẹp. Đây là một sâu chuỗi hạt trai thật. Mà với phần đấu giá chỉ bắt đầu từ 200 Mỹ Kim mà thôi. 200 Mỹ Kim. À, tất cả phần tượng tài ngày hôm nay, quý vị nhìn thấy là khi đeo số chuỗi này lên, mọi người đều cảm nhận được trên một mái nhà lam đã có những phần tượng tài của mọi người đóng góp. Mà thương lắm quý vị, ở tại Ba Tri Bến Tre, người dân của mình nghèo lắm, không giàu có như những người ở tại đô thị xa hoa Sài Gòn. Cho nên là họ chỉ ao ước có một nơi để trú nắng, trú mưa, rồi ông bà lớn tuổi có một nơi để về tu tập Phật Pháp, bắt đầu chỉ từ giá 200 Mỹ Kim thôi ạ. Thì quý vị thương thì thương cho chó. Quý vị, đây là một trong những sâu chuỗi hạt trai rất là đẹp của tiệm vàng Thanh Tính tài trợ. Quý vị ơi, có thể cho em cánh tay đầu tiên được không ạ? Chỉ có 200 Dạ, 200 Mỹ Kim, nhưng mà bà Tư Phan không có đấu giá cái sâu chuỗi chai này mà tặng xây mái ngói chùa 100 Mỹ Kim. Con cảm ơn bà Tư Phan ạ. Vâng, 200 Mỹ Kim mà thôi. Và đứng bên cạnh Đỗ Thanh là chị Jenny, là một trong những người đã sát cánh với sư cô trong những ngày vừa qua để có được sự hiện hữu của tất cả mọi người ở đây. Vì nào ủng hộ quý vị có thể lên đây để ghi lại những hình ảnh, và chị Ngọc Huyền, Đỗ Thanh sẽ đọc hết tất cả những cái danh sách của quý vị đóng góp. Quý vị ơi, chỉ có 200 Mỹ Kim thôi ạ. Đây là một số chuỗi hạt trai thật của tiệm vàng Thanh Tính tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, ai cho Ngọc Huyền xin cái giá đầu tiên 200 Mỹ Kim ạ. Dạ, có chị rồi, em cảm ơn chị. Đã có một chị rất là dễ thương, tóc dài, rất là đẹp. Tóc dài đẹp hơn Ngọc Huyền. Bởi vì cái tấm lòng của chị đó. 200 Mỹ Kim rồi quý vị ạ. Ai cho Ngọc Huyền 250 không ạ? 250? 250, em xin. 250 cô này tóc ngắn. Cái này cái tóc ngắn giống chị Jenny. Một bên là ủng hộ Ngọc Huyền, bên ủng hộ chị Jenny, phải không ạ? Dễ thương. Chị ơi, 250 rồi chị. 300 Mỹ Kim. 300. 350 Mỹ Kim. Cho ai cho em 400 không? 350 thôi. Cho em 400 nha. 400 nha. Hơn á, là tứ quý em 400. 400 Mỹ Kim. 400 Mỹ Kim. 450 Mỹ Kim. Xong cho em 500 luôn cho nó chẳng. 500 Mỹ Kim. 500 Mỹ Kim. Wow. Ủng hộ cho em liền mà Ngọc Huyền xin là cho liền. Em cảm ơn chị rất nhiều. 500 rồi chị ơi, cho em 600 nha. Hai hạt luôn chị. Một cái là màu trắng, rồi một cái là màu đen. Để theo mình phải đếm phải không ạ? Dạ, là một người yêu của Ngọc Huyền muốn coi. Một người yêu của Ngọc Huyền từ muốn kiếp trước. Bây giờ thì là cha rồi chứ không phải là người yêu. Thôi khoan khoan cho em đi. Muốn coi. À, cái sâu chủ đó là tôi cũng thích dữ lắm à. Có gì bố mua cho con cũng được bố. Con có hai cái sâu tai, còn chưa có sâu đeo cổ. Rồi, 500.
người đẹp của Ngọc Huyền ơi, có cho em hơn không? Cái này mình đáng lẽ là mình cúng dường cho Tam Bảo ký cái chết 600-700 ngàn cũng vậy, nhưng mà mình đem một cái món quà về mình đeo, mình được chiêm ngưỡng mỗi ngày cái công đức của chúng ta đã làm. Tôi tự hãnh diện và tôi tự trao chú cho cái công đức của tôi mỗi ngày. Tôi đã thỉnh cái món này về để cúng dường lên cho Tam Bảo được một mái ngói khang trang. Vâng, và 500 tiếng đếm được thứ nhất. Ai chưa Ngọc Huyền hơn không ạ? 500 tiếng đếm được thứ hai. 500 tiếng đếm lần thứ 250 thôi để cho mọi người suy nghĩ chứ, tại vì Ngọc Huyền cũng thích dữ lắm á. Dạ, 500 tiếng đếm lần thứ 3. Mời chị tóc ngắn của chị em cùng lên sân khấu. Cầm tiền mặt đưa luôn, đưa liền mặt tích vậy đó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mời sư cô lên đây ạ. Sư cô có thể có đôi lời chú nguyện và những phần tịnh tài. A Di Đà Phật, con xin mời sư cô An Hiếu lên để đưa lời cầu nguyện và chú nguyện, và đeo cái sợi dây này lên cổ cái người đẹp này đã ủng hộ cho cái show chuỗi này 500 mỹ kim. Dạ. Chị ơi em còn show chuỗi nữa. Ủng hộ nha. Cho em 400 thôi, cho 400 luôn nha. Còn một show chuỗi hạt nữa. Cái dạ, rồi. Hạt Ngọc Huyền. Vâng, một tràng pháo tay cho người đẹp ủng hộ Ngọc Huyền sau chuỗi Ngọc Huyền 400 mỹ kim. Em cảm ơn chị luôn lên đây. Cô ơi, người đẹp của con cho con 400 mỹ kim luôn con. A Di Đà Phật. Sư cô hỏi gỡ ra sao đây, từ đó giờ con đâu có đeo đâu biết trời. Con đâu có biết gỡ đâu sư cô. Cái này là hồi nãy cái bác kia tặng là tự bác đeo vô luôn. Cô ơi, người đẹp ủng hộ Ngọc Huyền xin tặng 400 và xin gửi lại sau chuỗi này chúng ta đấu giá tiếp để cho sư cô. Wow. À, thì là bà em cảm ơn người đẹp Ngọc rồi, Huyền. Rồi, bây giờ có ai nữa? Dạ thưa Bích Vân và gia đình dì Lan bán sau chuỗi được 120 đồng. Dì Lan cũng dường cho sư cô toàn bộ số tiền này. Á Di Đà Phật, chúng ta lại thêm 2 mét vuông. Và lần đầu tiên với tấm nón lá thì Ngọc Huyền đã đi đến từng nơi quý vị ngồi trong những nhà phẩm đã ủng hộ được là 600 mỹ kim quý vị ơi. Cái đó là ủng hộ cho sư cô An Hiếu đi hát đó quý vị. Vị Phật tử Từ Quý và Ngọc Tường ủng hộ 2 mét vuông chùa 100 mỹ kim. Xin chân thành cảm ơn. Bây giờ làm tiếp cái này nha, cái cuối cùng. Cảm ơn người đẹp Lisa. Ok. Cái này. Anh ơi. Ok, ok. Ngồi chút xuống rồi em chụp hình riêng với mọi người. Mắc cỡ không bước lên sân khấu. Anh Di Đà Phật, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn gia đình của Kim. Rất là nhiều, em xin chân thành cảm ơn. Vậy chúng ta còn sâu chuỗi quý vị ơi. Sâu chuỗi này theo Ngọc Huyền được biết đó là sâu chuỗi ngọc, bởi vì nó là ngọc đen. Mà đôi khi nó chuyển màu nó thành màu tím. Và màu tím buồn, màu tím thủy chung, đeo rất là tốt quý vị ạ. À. Đeo như vậy thì chúng ta càng thấy nó càng bóng và chúng ta càng lên nước. Và đặc biệt đeo cái sâu chuỗi này vào chúng ta sẽ được nhiều sức khỏe. Bởi vì cái ngọc này nó đem đến cái gọi là hấp thụ linh khí của trời đất. Đặc biệt cái ngọc này nó như vậy, Ngọc Huyền rành lắm. Bởi vì Ngọc Huyền rất là mê ngọc. Tôi tên Ngọc Huyền mà tôi phải mê ngọc chứ. Vâng thưa tất cả quý vị, bây giờ thì chúng ta cũng khởi điểm đấu giá từ bao nhiêu? 200 đi nha. Với tấm lòng vàng của chị Kim đã gửi tặng lại rồi, thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục với cái giá 200 để xem coi quý vị nào có thiện duyên nữa để được cái lọc phước đem sông chuỗi này đem về. 200 mỹ kim, và đây là phần đấu giá cuối cùng của chương trình này. Và tất cả những món quà mà quý vị đang nhìn thấy, những hình ảnh thật ý nghĩa trong Phật giáo Việt Nam là những món quà cho phần sổ số. Sổ số thôi chứ dạ. Không đấu giá nữa quý vị, chỉ còn cái sông chuỗi này thôi. Ai chưa Ngọc Huyền xin 200 mỹ kim, giơ một cái tay thật là đẹp lên ạ. Rất là đẹp cái sông chuỗi này đó. Nếu mà chúng ta, những cái người phụ nữ trẻ đó thì chúng ta đeo vừa đẹp, vừa hấp thụ linh khí của trời đất và đem đến cho chúng ta cái da mặt thật là sáng sủa và tươi mát. Còn các mẹ của chúng ta đeo
mỹ kim là thứ dạ, nhất. 200 mỹ kim. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Có ai cho Ngọc Huyền 200 rưỡi không ạ? Có ai cho 200 rưỡi không ạ? Vậy là mình đếm không nha. Cái show này mà 200 mỹ kim thì là quá là giá trị quý vị ạ. À. Cho nên là quý vị ơi, dành ra mà mua bởi vì cái ngọc này đeo đó thì rất là tốt cho sức khỏe. Vâng, 200 mỹ kim là thứ nhất. 200 mỹ kim là thứ nhất. 200 rưỡi. 200 rưỡi. 300. Ai chị gặp ơn, cảm ơn rất là nhiều. 300. 300. À, chị dạ. Em bao nhiêu ạ? À? Chị ơi, chị em 300 rưỡi nha. Người đẹp áo nâu này rất là rất rất. Cho một con số cuối cùng nữa thôi ạ. 300 ha. Có ai hơn nữa không ạ? 300. 300 mỹ kim. Làm sao mà chúng ta nâng lên được đủ 500 luôn. Tại cái ngọc này nè quý vị, nếu mà nói về ngọc đó thì có nhiều người biết đến ngọc trai. Nhưng thực sự ngọc này mới là ngọc hiếm. Ngọc này rất là hiếm quý vị. Và ngọc này là đeo rất là tốt cho sức khỏe. Dạ. 500 mỹ kim. 300, 300 người đẹp 300. Có ai cho 300 rưỡi không ạ? Ok, Ngọc Huyền đếm nha. Vâng, tùy duyên thôi ạ. À, tại vì gia đình của chị Kim đã cúng dường cho 400 rồi. Cho nên cái này mình cúng thêm thôi. Dạ, 300 mỹ kim, cái đó là thứ nhất. Chỉ cái giá trị cái show chuỗi này không phải là 300 mỹ kim nha quý vị. Cái giá trị show chuỗi này là lên tới ít nhất đó, Ngọc Huyền nghĩ đó. À, Ngọc Huyền có mua một cái show chuỗi này cho mẹ à, dài hơn một dạ. Chút. 350. A Di Đà Phật xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Có ai cho em thêm 50 đồng nữa thôi cho đủ bằng với cái tấm đồng của chị vừa. Dạ, 400 được không ạ? 400 rồi. 400 mỹ kim. Nên nếu mà ai cho thêm 500 còn thôi đếm nha. 400 thì đếm lần thứ nhất. Khoan, bây giờ ai cho 500 đi, em tặng cái áo dài của chị Ngọc Huyền. Hả? Chị em tặng áo chị xong rồi em cho chị mượn áo em. Rồi, 400 lần thứ nhất. 400 lần thứ hai. 400 tiếng đếm lần thứ ba. Mọi rồi. Người đẹp mình lên đây. Có cái tấm lòng tiếp theo với tấm lòng của gia đình chị Kim. Có mời sư cô lên đây ạ. Sư cô ơi, lên để mở tặng cho một vị ủng hộ tiếp cái sâu chữ này. Quý vị, Ngọc Huyền có mua cái sâu chữ này cho mẹ Ngọc Huyền. Quý vị sẽ thấy nó đổi màu từ đen ra tím và từ tím ra đen rất là tốt, dài hơn một chút xíu mà Ngọc Huyền mua 800 đồng nữa quý vị. Dạ, là sư cô thấy thương lắm, không biết mở. Người tu hành có bao giờ đeo nữ trang đâu mà biết mở. Mà sư cô đưa con là cũng như bằng không, con cũng đâu có đeo đâu biết. Trên này hả? Em mời chị lên đây. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Quý vị ơi, thấy thương quá à. Hay, cho em mượn. Đưa tiền mặt không ạ, quý vị đừng có lo. À, quý vị cứ đưa chết, tuy rằng là sư cô ở xa nhưng mà có một cái chị Cherry sẽ giúp sư cô đổi tiền chết ra tiền cash nếu mà quý vị nào lỡ mà không đem theo tiền mặt nha quý vị ha. Mà em nhìn là biết tiền thiệt là không cần phải thử rồi. Quý vị ơi, dành cho chị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn, đó là phần đấu giá rất nhẹ nhàng mà tất cả phần tịnh tài đóng góp mà mỗi người nhìn lên trần của một mái nhà lam là đều thấy cái phần tịnh tài của mọi người đóng góp ngày hôm nay ở đây thật quý giá vô cùng. Cảm ơn sư cô. Vâng, một tràng pháo tay đặc biệt cho gia đình chị Thúy đã ủng hộ thêm nữa cho chương trình ngày hôm nay ạ. Wow. Sư cô ơi, mọi người thương sư cô như vậy thì chắc có lẽ sư cô phải hát bài quá à. Quý vị ơi, dành cho sư cô một tràng pháo tay nữa đi ạ. À. Ngày mai bước chân hóa duyên của sư cô sẽ rời khỏi thung lũng hoa vàng San Jose. Nhưng mà tin chắc rằng ánh sáng từ bi của Đức Phật sẽ soi rọi trong từng gia đình người Việt Nam khắp mọi nơi để thấy được rằng sự màu nhiệm đó luôn ở bên cạnh mọi người. Thưa quý vị, sư cô hát bài gì ạ? Quán tưởng. Dạ, rồi cảm ơn sư cô. Dạ, anh Di Đọc, và cái bài hát này là con ngồi trên máy bay con chỉnh đốn lại, con sửa lại lời. Thành ra cái bài hồi tưởng con chỉnh là cái bài quán tưởng. Anh Di Đọc, nếu mà có ai quen biết cái vị mà sáng tác nhạc này á, nó cho con xin lỗi. Ngày ta bỏ đi tìm hạnh phúc mới được.
hết. Quý vị tin không? Trung tâm Thúy Nga mời cổ hát cả 5.000 mà không chịu hát rồi đi tu. Dạ, nhờ cô hát bản này gia đình Quảng Hỏa được Hoài và Tuyết ủng hộ Tam Bảo thêm 150, tức là 3 mét vuông mái ngói được quý vị ơi. Hành Di Đà Phật, con xin cảm ơn Hà Quang Minh và Phật tử Minh Chiếu thành kính cúng dường Tam Bảo 50 mỹ kim. Dạ, là làm thêm được một mái ngói nữa đó. Rồi bây giờ chị Ngọc Huyền hát thêm 3 bản nữa đi. À, quý vị ơi, dành một tràng pháo tay thật lớn trở lại với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền thưa quý vị. Cái này hát trả nợ tài nãy Ngọc Huyền những cái tiền công đức của quý vị cúng dường mái ngói cho chùa đó thì có yêu cầu một nhạc phẩm. Mà nhạc phẩm này Ngọc Huyền rất là thích mà chưa bao giờ hát tại San Jose và cũng chưa bao giờ hát trên ban cho quý vị nghe. Nhạc phẩm được mang tên của nhạc sĩ Lao Phương, Đèn Khuya. Thể thành niềm yêu cầu của một anh hay là chú đã đưa tiền cho Ngọc Huyền nói một quên rồi. Nhạc phẩm này kính mời quý vị cùng thưởng thức. Không biết đêm nay vì sao
Mẹ chồng của nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền là nữ danh ca Thanh Tuyền trên sân khấu. Cái sau nói cái gì ơi, bây giờ chùa còn đang nghèo, bây giờ Đỗ Thanh đấu giá cái áo dài chị Thanh Tuyền, chị giật mình luôn, mà cuối cùng được tới 1.500. Chị phải vô chị thay, chị đưa cho người ta xong rồi chị mặc cái áo cùng chị đi về. Đỗ Thanh đây, con khang đã em. Cô yêu cầu Ngọc Huyền phải hát cho cô bản Hoa Trinh Nữ của Trần Thiện Thanh. Đúng rồi, tại chị còn trinh nữ mà. Bài Hoa Trinh Nữ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Chứ đâu có yêu cầu chị. Cổ tên à, không phải bạn không. Em dễ cổ không? Cổ tên là gì ạ? À? Cổ tên là Quảng Hảo. Cổ yêu cầu cổ được hát bài này tặng cho quý Phật tử và xin cúng dường 100 mỹ kim. Ông mình 150 mỹ kim. Thôi bây giờ em nói vậy nè, cổ tặng 200 đi để hát. Đơn giản. Đây nữa nè. Chị Đạo Phật cảm ơn con. Một em bé rất dễ thương. Con ơi, con xin cho cô 10 đồng nữa đi con. Nó đạt hết con heo nó rồi đó. Thấy thương nghe không? Này để cô bỏ vô cho con 10 đồng nữa nha. Để mình được 1 mét vuông nha con. Và một vị Phật tử ẩn danh nữa cũng nhờ em bé đi lên cho Ngọc Huyền và Đỗ Thanh 100 mỹ kim. Xin chân thành cảm ơn hai con rất là nhiều. Wow. Anh chị Đạo Phật cảm ơn tấm lòng của tụi con nha. Con mua vé số chưa? Con phải tập mua vé số chưa là em gửi tiền lại nha. À, thưa cúng dường cô Xuân Thủy và Diệu Ngọc ủng hộ cho Tam Bảo 2m2 mái ngói lửa 100 mỹ kim. Con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi giờ tới mình nói em nè. Dạ nói từ nãy tới giờ mà. Rồi bây giờ bé Hải My ông bà ngoại ủng hộ 100 mỹ kim là 2m2 đúng không? Đi lâu quá không biết 2m2 nó lớn thì sao nữa. Hải My cháu sẽ hát bài Gánh Hàng Rong. Ông bà ngoại ủng hộ 100 mỹ kim. Quý vị ơi, bây giờ đó, bây giờ một tràng pháo tay cho bé Hải My hát xong rồi tới chị Thẳng Hoa hát được không quý vị? Là quý vị có tấm lòng vừa đóng góp văn nghệ mà lại vừa đóng góp tiền nữa. Cho nên một tràng pháo tay cho tấm lòng hảo tâm này ạ. À. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Ngọc Huyền nhiều lắm. Rồi sư cô ơi, cho chị chai nước lạnh đi. Tạ ơn công đức chị từ nãy tới giờ đó. Chị uống nước thôi là chị đai ế chị uống nước ăn gì rồi. À, thưa quý vị, vừa có câu là vật chất của tiền thì cũng như sương buổi sớm, địa vị công danh thì cũng như bọt nước đầu gành. Chỉ có câu phụ mẫu chi tình, các con nhớ giữ gìn mới khôn lớn thành nhân. Danh lợi rồi sẽ qua mau, chỉ con người thành nhân mới cảm nhận được tình thương cha mẹ vô bờ bến. Một ngày nào đó khi cài trên mình đóa hoa màu trắng mới cảm thấy nhớ thương, và nhìn lên bầu trời xa xăm những ánh sao đó, dẫu người mẹ có khóa vãng đi ở một thế giới nào đó, vẫn vọng về nơi chốn thế gian mà nhìn thấy những người con vẫn đang ngụp lặng. Và lời ru của mẹ thuở nào đưa con qua khỏi sóng đào biển dâu.
gánh hàng rong mà được thể hiện bởi một thế hệ thứ ba sinh trưởng và lớn lên tại hải ngoại mới cảm nhận được rằng những giọt mồ hôi của mẹ đã thấm nhuần trong huyết quản của con. Xin quý vị dành tràng pháo tay thật lớn cho bé Hải My, thưa quý vị. Và xin quý vị đừng ra về tại vì em chưa có hát. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ để chú cầm cho con hát nha. Tại vì nói chung là gánh hàng rong này mẹ của nó gánh lâu lắm rồi, giờ nó không nhớ. Giờ em ngồi đây em cầm chứ. Bây giờ lại thêm có một cái shop mới nữa, cầm bài. Rồi. Dạ cho con xin lỗi chứ. Không sao đâu, con hát xong tôi nói bà ngoại cho thêm ngàn nữa là xong. Xin lỗi, tại con không hát bài này với ai mà rồi. Yêu cầu con hát. Rồi. Nhà phẩm gánh hàng rong của nhà sĩ Lê Quốc Dũng. Quý vị ơi, dành cho bé một tràng pháo tay ạ. Xin cảm ơn, chào mừng con. Thank you.
là nhiều. Nhạc phẩm này hay từ ca từ, mà hay hơn nữa là cái sự rung cảm của thế hệ thứ ba. Điều mà Đỗ Thắng cảm động khi đứng bên cạnh cháu đi ha. Năm nay chú cũng già rồi, mặc dù chú mới có 20 mấy tuổi thôi. Chú ơi, cái điều mà chú hạnh phúc là bởi vì thưa quý khán thính giả, là một người nghệ sĩ văn hóa mà nhìn thấy thế hệ thứ ba lớn lên tại hải ngoại mà vẫn còn giữ được chiếc áo dài, mà hễ thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Em ơi, quý vị dành cho bé Hải Ly một tràng pháo tay lớn hơn nữa ạ. Xin cảm ơn con rất nhiều. Dạ, con xin cảm ơn và con sẽ xin lỗi trước. Rồi, không, con hát hay lắm. Mấy mốt mà con hát là con gọi điện thoại chú ba, mấy ba ra đây chú cầm giấy cho con hát nữa. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Rồi. Dạ, rồi. Dạ. Dạ thưa gia đình của Tú Kiều, các bà coi thấy con không? Không ạ, thôi kệ đi, tặng 100 đô được rồi. Quý vị ơi, dành cho gia đình Tú Kiều, ủng hộ cho 100 Mỹ Kim ạ. Xin cảm ơn, cảm ơn. Rồi, hồi nãy là mình nói về nhạc phẩm về mẹ ha. Nhưng mà vẫn có câu là con cha như núi Thái Sơn. Bây giờ là nhạc phẩm tình cha để đề huề công cha sinh thành nghĩa mẹ dưỡng dục. Xin kính mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Phi Vũ. Xin cảm ơn. Phi Vũ, trước tiên thì trân trọng xin kính chào tất cả quý vị cũng như các phật tử trong chương trình hôm nay. Một lời trân trọng nhất, quý vị khỏe không? Nãy giờ thấy quý vị vỗ tay nhỏ quá. Bây giờ các vị vũ hát xin quý vị cho một tràng pháo tay rồi cho vũ tất cả anh em cho nghệ sĩ và con nhạc thân thiều và một sáng tác của Ngọc Sơn xin bên hạnh. Và để cho tất cả quý vị thưởng thức nhạc phẩm tình cha. Khi sinh ra tiếng chào đời
Nhưng mà mình còn một ít vé số nữa trước khi mà chị Ngọc Huyền trình diễn ha. Vé số để mình bán 5 đồng một tờ đúng không sư cô? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ bán là 2 đồng. Lại nhiêu cô quên rồi. Bây khi... giờ on sale 5 là đồng 5 tờ 10 đồng. Đúng rồi. Là on sale 5 tờ 10 đồng nha. Trời ơi, sếp của em nói là 5 đồng 10 tờ chắc chết. Rồi bây giờ con đi bán. Quý vị ơi, 5 tờ có 10 đồng thôi mà trúng tất cả những cái tặng phẩm trên đây, mình không có đấu giá gì nữa hết. Quý vị mỗi người cho em thêm 10 đồng nữa thôi. Sau hai bài của chị Ngọc Huyền là mình sẽ vào chương trình số số nha. Chị số đâu chị? Dạ đưa đây cho em. Dạ 5 đồng 10 đồng 5 tờ nha. Có ai cho em cái tay đầu tiên không ạ? Dạ 5 đồng nha. 10 đồng 5 tờ phải không? Kính mời quý vị nghe một nhạc phẩm rất là dễ thương được mang tên Kỳ Quan Mẹ. Gần tới lễ mẹ sẽ hát nhiều nhạc phẩm về mẹ cho tất cả quý vị nha. Còn quý vị nào yêu cầu nhạc rồi, quý vị cứ đưa cái tên của quý vị và nhạc phẩm lên đây thì ngồi sáng cho quý vị nghe nha. Hai thương ăn nói chiếc tầm quá duyên, ba thương có nhiều tùy hiền, bốn thương sống tôi tình chung tham thiền, năm thương trên nhiều nỗi niềm, sáu thương đèn duyên an bình đời này, bảy thương đôi mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xanh phong trên hai thước anh tôi trên tầng mưa duyên ba thương có một người hiền bốn thương sâu thank you.
Rồi, bây giờ mình sẽ sổ số nha. Sổ số sau đó rồi, còn rất đông anh chị em thân hữu và chị Ngọc Huyền. Không, không, sổ số một cái thôi. Chứ sổ số hết quý vị khán giả đi về. Sổ số một món, cái xong bắt đầu mình hát. Cái sổ số một món rồi mình hát nữa. Sổ số một rồi trước khi kết thúc chương trình là Đỗ Thâm với Ngọc Huyền kết hợp lại một chương trình song ca đặc biệt. Cho nên tiếng trống Mê Linh, em đóng dài thi sách. Tiếng trống Mê Linh em đóng dài thi sách mà đây không có lửa chắc chỉ tạt nước em ơi. Rồi bây giờ mọi người lấy cái số ra đi ạ. Rồi bắt đầu nha, con mời sư cô lên đây. Hồi nãy có một vị tặng hết cho Ngọc Huyền vé số lúc mà Ngọc Huyền bán CD và DVD mới của Ngọc Huyền ở ngoài kia, nhất là cái DVD Về Chốn Bình Yên và CD Nụ Thương thì chị tặng hết cho Ngọc Huyền đấy. Ngọc Huyền ơi, Ngọc Huyền móc bỏ hết tiền của chị rồi, giờ chị không có còn tiền để mua băng nữa thì chị tặng em vé số. Lúc này có cái tật cho lên sân khấu cái nắm tay tôi hoài. Rồi hồi nãy bạn chị có ủng hộ hồi nãy bạn chị ủng hộ 400 Mỹ Kim cho một cái dây ngọc chuỗi đen mà cũng là cho chùa đó. Mình mời chị lên đi ha. Bốn cái số đầu tiên đi chị, em mời chị lên đây ạ. Mời người đẹp trong gia đình chị Kim. Nàng chưa cho tôi biết tên, chỉ biết tên chị Kim ngồi đằng kia thôi à. Dạ thưa người đó. Bây giờ mình sẽ trúng cái giải gì trước ạ? Thôi ông Phật Di Lặc đi nha. Phật Di Lặc đem lại sự hoan hỷ, bình an, tươi tắn, may mắn, sức khỏe, tài lộc vẹn toàn. Rồi, con lấy tưởng xuống nha. Tên rất là đẹp quý vị, tên mà Ngọc Huyền mê. Michelle sẽ bốc một cái giải đầu tiên là ông Phật Di Lặc. Michelle ơi, Huyền có 5, 7 cái hình như 10 cái vé số ngoại đó. Nhớ nhớ nha, bốc làm sao Ngọc Huyền trúng vào Huyền mê ông Phật Di Lặc đó nha. Rồi bóc đi thì sao? Không, ông Phật Di Lặc ông chỉ mê ai giống ổng thôi à. Chứng tỏ là Đỗ Thâm đó quý vị. Tròn lắm rồi đó, ăn chay mà tròn tròn lắm rồi đó. Rồi, bây giờ số mang là 4 số cuối là 9704. Có ai có số 9704 không ạ? Nha, dò kỹ nha. Và hai số đầu là? Hai số đầu là 559704 lần thứ nhất. Nếu không có quý vị nào trúng, mình sẽ tiếp tục, mình sẽ bóc cái số khác nữa để coi quý vị nào ở đây may mắn. 9704 lần thứ nhất, 9704 lần thứ hai. Rồi xin mời chị lên đây. Có rồi, một người đẹp mặc áo lam. Cái kiểu này áo lam trúng qua nằm ơi. Mở hà đi nè. 559704 lần thứ hai. Rất là nhiều. Rồi quý vị dành cho chị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Đây cũng là một sự may mắn. Dạ bắt bóc đã thôi giờ hát đi. Chứ thôi nói Ngọc Huyền ơi, mua vé đến đây thứ nhất ủng hộ chùa, thứ hai ủng hộ Đỗ Thanh và Ngọc Huyền hát, mà sao hát ít quá. Giờ yêu cầu nhạc đời, hát nhạc đời nha quý vị. Đã giờ hát nhạc Phật rồi, hát nhạc đời nha. Giải nữa đi, mình còn nhiều lắm. Mình có bao nhiêu giải nữa? 5-6 giải nữa. Ủa vậy hả? Vậy thôi giải nữa nha. Hai giải nữa nha. Hai giải nữa ha cô ha. Rồi cô, bây giờ mời con phải giả. Em mời chị đi, em mời chị lên đây ạ. Chị là một trong những người tài trợ. Dạ. Xin mời người đẹp Jenny ủng hộ. Jenny. Người đẹp bạn của Jenny tên là Lisa. Lisa. Mời Lisa. Nói như là phải có người nhắc tuồng vậy đó. Rồi em báo một giải nha. Bạn của Jenny mà bây giờ là bạn của Ngọc Huyền. Chúc ra tôi tặng cái CD. Rồi bây giờ chị cầm đi, em sẽ lấy cái món quà cho một vị thính giả nữa nha. Lisa. Phan. Lisa ơi, Lisa bóc quyền trúng nghe Lisa. Có 4 số cuối là 42 86 86 hay 66 vậy trời trời. Thiếu ngủ mắt không có thấy đường luôn. Tôi chưa đi bán laser đi không chịu. 42 86. 4286 có ai không ạ? Số đường băng vé, dò nha. Bé Trân, dò chưa bé Trân? 4286, wow. Ủa tại sao áo lam trúng quà vậy trời? Không, cái bàn khác bà ơi. Cái bàn khác nhưng mà cũng áo lam. Thấy không? Ông làm gì cái áo này, ông mặc 8 ông mua một chồng để nghe nào mà không trúng. Ủa? Em lên đây. 5542 86, anh Trân dò nha. Đây là con cá giải vàng, rất là may mắn. Số được mang 554286 trúng rồi. Quý vị ơi, xin chân thành cảm ơn anh. Cá này rất là tốt để phòng khách nha anh. Đừng có làm cá nướng da giòn nha cha.
Quý vị ơi, dành dành một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn. Rồi, một giải nữa nha. Thôi giờ một chai rượu đi. Chai rượu của hãng của anh được xương công, giá là trị giá 100 Mỹ Kim. Uống xong nhớ trả lại cái bình. Dạ không, cho luôn cái bình. Rồi, ai bóng ạ? Chị, em mời chị lên đi. Nãy chị ngâm thơ hay lắm mà. Đó, nhà văn, nhà thơ. Nhà văn, nhà thơ nè. Nhân sĩ nữa. Nhiều tài lắm. Nhà báo nữa. Nhà báo khác và báo nhà khác nha. Trời. Số. Trời đất ơi. Sao ai trúng không tôi trúng vậy trời. Tôi nói hồi nãy rồi. Mang cái lông mi ngắn ngắn tôi dài thò không thấy được. 8466 8466 hai số đầu là 568466. 8466. Cái người nó về thôi, đây mình khui ra luôn cho rồi. 568466. Đó, yes. Đó, người chú rồi. Rồi, cảm ơn chú lên đây. Cảm ơn anh. Ta còn trẻ vậy chú chú. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, ba giải rồi. Ba giải nó đi, giải nó đi. Còn chai rượu nữa nè. Trời ơi. Nhà anh Công là nguyên một cái hầm rượu. Thay vì nhà ta vô 4 phòng là 4 phòng ngủ, còn vô nhà ông 4 phòng là 4 phòng rượu. Dạ. Dạ, em mời người đẹp áo nâu. Hồi nãy ủng hộ cho Huyền thêm một đứt bồ cái sợi dây chuyền nữa. Xuân nàng đứng ra danh hiệu Bắc Dùng Ngọc Huyền một vé số. Hồi cái số này ai trúng cũng được, tôi không cần trúng, tôi mới uống rượu. Rồi. Cảm ơn người đẹp của tôi. Bốn số cuối là 8452. 8452. Số đầu là 568452. Yeah. Yeah. Mời chị lên đây. Ủa, thường thường mấy người ngâm thơ đâu có biết uống rượu đâu. Dạ. Rồi. Bà xã của ai? Bà xã của anh Công trúng không cho trúng? Phu nhân không được, đúng. Trúng. Nhưng mà nàng lại để cho người đẹp ngâm thơ lên nhận. Vậy có tặng không? Thôi tặng cho con đi, con đem về cho chồng con uống rồi xong. Trời ơi. Mất gì lẫn trời. Rồi thôi hát đi, tặng chai rượu rồi đó. Tặng chai rượu rồi đó, mời ban nhạc lên sân khấu. Oh,
cảm ơn. Quý vị dành cho mọi người một tràng pháo tay với tiếng hát của chị Đáng nha. Quý Lan xin trở lại sân khấu với nhạc phẩm Đường Xưa Lối Cũ, mời vị thưởng thức của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị hôm nay. Nhờ có quý vị ngồi đây và những tiếng vỗ tay thì những anh em nghệ sĩ mới là có tinh thần để mà hát hay hơn nữa. Và cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hay quá. Thúy Nga đang tổ chức Visa Kiss mỗi chiều đi thi. Rồi. Nước non ngàn dặm ra đi. Yeah.
đâu phải Đức Phật Di Lặc đâu. Cái này là ông thần tài thôi. Ở đi hát 80 năm mà không biết ông này là ai. Đây là, xin lỗi, đây là ông thần tài. Quý vị muốn lãnh ông thần tài về không ạ? À? Ai cũng muốn hết kìa. Trời ơi, vàng này là vàng 9 số 4, ồ 4 số 9 nè. Đó là ở đây đầy đủ hết. Cảm ơn luật sư Công, cảm ơn. Con mời chú bóc cho con cái số độc đắc. Rồi chú ơi, chú bóc làm sao con gái chú nha. Được ba số 5574 hay số cuối cho em đọc. 557469 số 9 là số 2 nha. 557469 557469 mình sẽ sổ tới chừng nào có người trúng thì thôi. Đồng ý không? Vậy không ai trúng quý vị dành ra phòng tay thật lớn không? Đếm lại 557469 lần thứ nhất, 557469 lần thứ hai. Có chưa? Dạ có mời. Trời ơi. Dạ con mời ngoại lên đây. Ngoại tên gì ạ? Quán Phương. Trời, bà ngoại con mà con biết tên. Bà ngoại ơi, ai mà con mời ngoại lên đây đi. Thường thường cái phong tục là ai mà trúng giải độc đắc là phải đứng đây nhảy thét đường. Ban nhạc đâu rồi? Lên đây ngoại. Bây giờ ngoại chứng mỏ tỏ cho mọi người thấy là ngoại vui đi. Bà ngoại phải vừa ôm ông thần tài mà ngoại nhảy thét đường. Hey. One, two, three, one, two, three. Mời con lên đây hả? Dạ mời. Có ai muốn đợi ông thần tài không? Lên đi rồi, cái đi thôi. Đô đi cho nó cao chút cho Đỗ Thanh nó vô hát kém. Đúng rồi, bài gì vậy? Bài gì miễn chút nữa em hát được bài. Rồi, mời mọi người lên đây đưa cho vui trước khi mình chào tạm biệt nha. Dạ, thích nồng nha. Ngoại nhúng như ngoại, nhúng ngoại. Lisa có biết, có biết Lisa. Đâu đâu anh đây đứng gần Đỗ Thanh này. Nên đây đứng gần em à. Ai đứng gần em tặng cho 5 đồng. Oh,
Sư cô cũng sẽ hồi hướng cho tất cả những công đức của tất cả quý Phật tử đã hiện diện ngày hôm nay cùng với anh em nghệ sĩ chúng tôi. Chúng ta sẽ đưa anh em nghệ sĩ rời khỏi thung lũng hoa vàng San Jose, nhưng mà tin chắc rằng những tấm thân tình này sẽ còn mãi và đạo pháp sẽ luôn ở trong từng gia đình người Việt Nam. Và kính chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt và luôn cùng với quý thầy và anh chị em nghệ sĩ để làm hương thịnh Phật giáo tại hải ngoại. Xin cảm ơn quý vị.